Giá heo hơi hôm nay, ngày 23 tháng 8 hạ nhẹ một giá ở một vài nơi. Giá heo hơi hôm nay, ngày 23 tháng 8 giảm 1.000 đồng mỗi kg trước nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập. Các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn Hà Tĩnh đang ráo riết thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tương đối ổn định. Thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận quá nhiều thay đổi mới so với ngày hôm qua. Hiện tại, thương lái ở hầu hết các tỉnh thành đang giao dịch theo hơi với giá không đổi. Riêng tỉnh Thái Nguyên hạ nhẹ 1.000 đồng mỗi kg xuống mốc 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 59.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 60.000 đồng mỗi kg. Yên Bái là 59.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 59.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 61.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 60.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 60.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 60.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 60.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ, theo ghi nhận. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng mỗi kg ở một vài nơi. Cụ thể Hà Tĩnh và Khánh Hòa cùng điều chỉnh giá thu mua xuống còn 58.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh còn lại có giá đi ngang trong ngày hôm nay. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 60.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 58.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 58.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 58.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 59.000 đồng mỗi kiệu Quảng Nam là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 57.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 58.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 59.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg. Ninh Thuận là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 58.000 đồng mỗi kg. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý thú y, chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết, tính đến sáng nay, ngày 21 tháng 8, dịch tả heo châu Phi, DTHCP đã phát sinh tại ba xã của huyện Cẩm Xuyên là Cẩm Thạch, Cẩm Dương và Cẩm Duệ. 47 con heo của 10 hộ dân thuộc 8 thôn bị nhiễm bệnh và chết đã được chính quyền địa phương ngành chuyên môn tiêu hủy theo quy định dthcp xuất hiện vào đúng thời điểm giao mùa dẫn đến nguy cơ lây lan cao nếu không được ngăn chặn kịp thời từ khi xuất hiện dthcp tại huyện cẩm xuyên công ty cổ phần chăn nuôi miraco hà tĩnh huyện thạch hà đã đưa công tác phòng chống dịch bệnh vào diện báo động đỏ theo tạp chí chăn nuôi việt nam theo đó quy tắc nội bất xuất ngoại bất nhập được triển khai rộng rãi cán bộ công nhân tại các trang trại tuân thủ ai ở đâu ở nguyên đó và phương tiện Thức ăn được triển khai theo phương án biệt lập từng khâu, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lặng sóng. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi đồng loạt đi ngang trên diện rộng. Trong đó, 59.000 đồng mỗi kg tiếp tục là giá heo hơi cao nhất khu vực được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Heo hơi tại các tỉnh thành còn lại đang được thu mua ổn định trong khoảng 57.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 57.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 58.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 59.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 58.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 59.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 58.000 đồng mỗi kg, Long An là 57.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 58.000 đồng mỗi kg, An Giang là 58.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Long là 57.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 58.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 58.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 58.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 56.000 đồng mỗi kg.